nhiều doanh nghiệp vẫn đang bế tắc trước bài toán nâng cao nhận diện thương hiệu của sản phẩm, nâng cao hiệu quả bán hàng. Thực trạng tồn kho ngày càng tăng vì sản phẩm thiếu tính thu hút, khiến các doanh nghiệp loay hoay làm sao để tiếp cận được khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả. Làm thế nào để gia tăng giá trị thương hiệu nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy hiệu quả bán hàng với chi phí tối ưu nhất là câu hỏi được đặt lên hàng đầu. Ứng dụng dịch vụ cấp quyền hình ảnh nhân vật hoạt hình vào sản phẩm sẽ là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Cùng qua Universal, từng bước tạo nên giá trị lớn trong việc kinh doanh các sản phẩm nổi bật, khác biệt trên thị trường và được bảo vệ bản quyền với dịch vụ cấp quyền hình ảnh các bộ nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Universal là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ cấp quyền hình ảnh nhân vật hoạt hình, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm thông qua việc cấp bản quyền các nhân vật được yêu thích trên toàn cầu dựa trên lợi thế sản xuất và truyền thông nội dung số đa nền tảng. Bên cạnh đó, Universal là đơn vị duy nhất được công ty S-Connect Việt Nam ủy quyền khai thác hình ảnh bộ nhân vật UFO nổi tiếng trên toàn thế giới. Với sự đa dạng trong hệ thống nhân vật, phù hợp với nhiều độ tuổi và tính cách khác nhau của các nhân vật hoạt hình như UFO, Max, Tiny, Luca, Universal sẽ đáp ứng chính xác nhu cầu về đối tượng khách hàng mục tiêu kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hoạt động cấp quyền hình ảnh của chúng tôi thì tập trung vào các cái nhân vật hoạt hình đã nổi tiếng trên phạm vi đa quốc gia. Và chúng tôi lựa chọn UFO là bộ nhân vật đầu tiên để đồng hành cùng các doanh nghiệp trên phạm vi toàn thế giới gia tăng các cái giá trị của thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình. Bên cạnh đó, Universal sẽ đưa nhân vật hoạt hình trở nên sống động và gần gũi hơn với đời sống, gây ấn tượng mạnh mẽ trong nhận thức của khách hàng qua các kênh truyền thông đa nền tảng. Ứng dụng giải trí mobile game, hoạt hình công nghệ 2D, 3D đóng vai trò là video TVC bộ sưu tập cho doanh nghiệp, có thể lồng ghép sản phẩm doanh nghiệp vào những thước phim hoạt hình ấn tượng. Video hoạt hình công nghệ stop motion, sản xuất âm nhạc. Công ty chúng tôi đã sử dụng các hình ảnh nhân vật của UFO và Lucy trên bao bì của sản phẩm cho các sản phẩm đồ chơi trí tuệ mà chúng tôi phát hành. Sự xuất hiện của UFO và Lucy trên bao bì của sản phẩm của chúng tôi đã giúp cho sản phẩm thu hút khách hàng một cách nhanh chóng và giúp cho khách hàng dễ dàng làm quen với sản phẩm hơn, tạo nên một cái sự khác biệt rất lớn với các sản phẩm đồ chơi ở trên kệ hàng. Từ khởi nguồn giá trị về hệ sinh thái các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên toàn thế giới, Universal đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp khác biệt hóa sản phẩm, tìm ra những vấn đề còn tồn đọng và mang đến các giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong thời gian qua, Universal tự hào là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp lớn trong nước như 1980 Books, Canifa, Vindream, Board Game Việt Nam. Qua nhiều năm hoạt động, Universal luôn hướng đến những giá trị cốt lõi trong kinh doanh, gồm đồng hành bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển hệ thống nhân vật IP đa dạng, cung ứng và kiểm duyệt thiết kế nhanh, chính sách linh hoạt, hấp dẫn với mục tiêu đồng hành hợp tác dài hạn, đồng hành truyền thông sản phẩm cùng các khách hàng doanh nghiệp trên đa nền tảng. Bên cạnh đó, Universal đang sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và sáng tạo, nắm bắt các xu hướng công nghệ mới và áp dụng chúng vào hoạt động kinh doanh, từ đó sẵn sàng đồng hành truyền thông cùng các doanh nghiệp khách hàng. Thì Ticom nhận thấy rằng UFO là một cái bộ phim hoạt hình, một cái nhân vật được rất nhiều cái trẻ em và phụ huynh yêu thích ở trên toàn thế giới. Ticom mong muốn là thông qua cái mối quan hệ hợp tác và khai thác các cái sản phẩm mới trên đảo UFO đó, thì Ticom có thể tiếp cận đến những cái đối tượng khách hàng mới. Qua Universal gia tăng giá trị thương hiệu của sản phẩm cho doanh nghiệp qua hoạt động khai thác bản quyền nhân vật hoạt hình được yêu thích trên thế giới dựa trên lợi thế sản xuất và truyền thông nội dung số đa nền tảng. Qua Universal tự hào là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đồng hành phát triển cùng các đối tác trong nước và quốc tế thông qua dịch vụ cấp quyền hình ảnh nhân vật hoạt hình trên toàn thế giới.